Chủ tịch Trung Quốc cam kết không can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ. Chủ tịch Tập Cận Bình cam kết với Tổng thống Joe Biden rằng Trung Quốc sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Không can thiệp vào vấn đề nội bộ của Mỹ, đó là lời đảm bảo của ông Tập tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Biden hồi tháng 11 năm ngoái. Trong cuộc gặp Bangkok với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan lại nhắc đến chủ đề này. Đáp lại, ông Vương cũng đưa ra lời đảm bảo tương tự rằng Bắc Kinh sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ vào mùa thu này. Khả năng Trung Quốc can thiệp hoặc gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Mỹ đã nhiều lần được đề cập tại các cuộc gặp cấp cao giữa hai nước trong những tháng gần đây. Những cuộc thảo luận đó cho thấy mối quan hệ Mỹ-Trung đã trở nên căng thẳng như thế nào và các quan chức Mỹ vẫn cảnh giác như thế nào trước sự can thiệp của nước ngoài vào tiến trình bầu cử. Vào năm 2016, phía Mỹ khẳng định các cơ quan tình báo Nga đã tấn công mạng Ủy ban Quốc gia của Đảng Dân Chủ và tung ra các email nhằm phá hoại chiến dịch tranh cử của ứng viên Tổng thống Hillary Clinton. Kể từ đó, các đặc vụ Iran, Cuba và Trung Quốc đều tích cực tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở Mỹ, theo các báo cáo tình báo công khai của Mỹ. Ngay cả khi Trung Quốc kiềm chế can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2024, tin tặc từ Trung Quốc vẫn là mối đe dọa tới mạng lưới thông tin của Mỹ. Trong vài tháng, các quan chức an ninh quốc gia Mỹ đã công khai cảnh báo rằng các tin tặc Trung Quốc đã xâm nhập vào hàng loạt mạng máy tính trong lĩnh vực hàng hải và vận tải. Mới đây, FBI và Bộ Tư pháp Mỹ đã sử dụng lệnh của tòa án để cố gắng giảm thiểu tác động của hoạt động tấn công mạng từ Trung Quốc, nhưng mối đe dọa vẫn còn. Theo các quan chức tình báo Mỹ, tin tặc Trung Quốc thường không quá mặn mà can thiệp vào các diễn biến bầu cử so với Nga. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy nhiều cử tri và ứng cử viên chính trị Mỹ đang là mục tiêu từ phía Bắc Kinh. Theo một báo cáo tình báo được giải mật của Mỹ, kể từ năm 2020, các quan chức cấp cao của Trung Quốc đã ban hành các chỉ thị rộng rãi nhằm tăng cường nỗ lực tác động đến chính sách và dư luận Mỹ theo hướng có lợi cho Trung Quốc. Những nỗ lực gây ảnh hưởng đó bao gồm việc sử dụng các tài khoản mạng xã hội giả mạo để tấn công trực tuyến các chính trị gia Mỹ. Microsoft đã cảnh báo vào tháng 9 năm ngoái rằng tin tặc Trung Quốc đã kích động các cuộc thảo luận về những mâu thuẫn trong đời sống chính trị Mỹ. Một quan chức cấp cao của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ khẳng định chưa có dấu hiệu nào cho thấy các tin tặc nước ngoài đang nhắm vào cuộc bầu cử năm 2024. Ông Chris Krupp, người đứng đầu đơn vị bảo vệ an ninh mạng trong cuộc bầu cử năm 2020 của Mỹ, cho biết giữa tình trạng bất ổn địa chính trị ngày càng mở rộng và môi trường chính trị trong nước hỗn loạn, sẽ có rất nhiều động cơ và cơ hội cho một loạt các tác nhân đe dọa can thiệp vào cuộc bầu cử năm nay. Cũng theo vị chuyên gia, sự xuất hiện của công nghệ trí tuệ nhân tạo đang khiến cuộc bầu cử năm 2024 sẽ không giống bất kỳ cuộc bầu cử nào trước đó. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 đều có thể làm gián đoạn nỗ lực bình ổn quan hệ Mỹ-Trung của các quan chức hai nước trong năm qua. Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại Woodside, bang California vào tháng 11 năm ngoái đã dẫn đến việc thiết lập lại liên lạc quân sự giữa Washington và Bắc Kinh, đi kèm với thỏa thuận hợp tác hạn chế hoạt động sản xuất fentanyl. Bất chấp nỗ lực của ông Tập nhằm trấn an cá nhân Tổng thống Biden về vấn đề can thiệp bầu cử, một số quan chức Mỹ vẫn sẽ theo dõi chặt chẽ để xem liệu Trung Quốc có thực sự đứng ngoài cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024 hay không. Viễn cảnh trật tự kinh tế thế giới, Trung Quốc bị kìm hãm, thập niên vinh quang của Ấn Độ. Trật tự kinh tế thế giới được Mỹ và phương Tây tạo ra từ sau Thế chiến thứ hai có vai trò lớn đem lại sự thịnh vượng cho kinh tế thế giới cho đến nay. Dù trật tự kinh tế thế giới đang bị đe dọa bởi sự trỗi dậy của Trung Quốc, nhưng Mỹ và phương Tây dần sẽ lấy lại sức mạnh tương quan với Trung Quốc. Giới phân tích và các định chế kinh tế toàn cầu nhận định, trật tự kinh tế thế giới sẽ được duy trì trong vài thập niên tới với hai vị trí đầu của Mỹ và Trung Quốc. Các vị trí kế tiếp có nhiều xáo trộn khi Nhật Bản tụt xuống hạng tư, đánh mất vị trí nền kinh tế lớn thứ ba thế giới cho nước Đức trong năm 2023. Trong khi đó, Ấn Độ từ hạng 5 sẽ sớm vượt qua Nhật Bản và Đức trong giai đoạn 2026 đến 2027 hoặc chậm hơn vài năm. Khả năng Trung Quốc sớm vượt Mỹ đang giảm dần. Mỹ dường như sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ trong khi Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng suy thoái. Điều này khiến hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đi theo hai quỹ đạo trái ngược nhau, trong khi cả hai cố gắng định hình trật tự toàn cầu. Dự báo rằng một ngày nào đó, GDP của Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ đang giảm dần, giáo sư của Đại học Cornell, Eswar Prasad, người từng làm việc tại Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, phụ trách vấn đề Trung Quốc nói với Nikkei Asia. Tuy nhiên, Prasad cho rằng, nếu cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, chủ nghĩa bảo hộ toàn cầu và đối đầu địa chính trị sẽ leo thang. Chính sách nước Mỹ trên hết của ông Trump sẽ mang lại cho Bắc Kinh cơ hội gia tăng sức ảnh hưởng. Theo ông, Mỹ đang củng cố vị thế là động lực của nền kinh tế toàn cầu trong lúc hầu hết các nền kinh tế lớn của thế giới đang khó khăn. Chính sách tài khóa và hệ thống tài chính của chính phủ đã giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua những thời điểm rất khó khăn trong COVID-19 và khi lạm phát tăng. Tăng trưởng GDP của Mỹ không phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu nhưng sự trì trệ của các nền kinh tế xuất khẩu có thể là lực cản. Trong khi đó, Trung Quốc phải đối mặt với nhiều khó khăn,
gồm sinh suất thấp, dân số lão hóa, thị trường bất động sản suy sụp. Tâm lý nhà đầu tư trong và ngoài nước xấu đi cùng tình trạng thiếu vắng mô hình tăng trưởng mới. Trung Quốc khó duy trì tốc độ tăng trưởng 4-5% trong vài năm tới. Cuối năm 2022, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản JCR đánh giá GDP danh nghĩa của Trung Quốc khó có thể vượt Mỹ trong vài thập niên tới. JCR cũng rút lại dự đoán năm 2021 trước đó là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ thay đổi trật tự hay vị trí cho nhau vào năm 2033. Hai nền kinh tế già suy yếu. Số liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố tháng 10 năm 2023 cho thấy nền kinh tế Nhật Bản tính theo đồng đô la đã suy giảm, còn khoảng 4.200 tỷ đô la trong năm 2023 từ mức 6.300 tỷ đô la năm 2012. Phần lớn là do đồng yên lao dốc từ mức dưới 80 yên đổi 1 đô la lên khoảng 141 yên trong năm 2023. Tính theo đồng yên danh nghĩa, nền kinh tế có thể đã tăng trưởng hơn 12% trong khoảng thời gian đó. IMF chỉ ra điểm chung của hai nền kinh tế già của châu Á và châu Âu là dân số già đi, khan hiếm tài nguyên và phụ thuộc vào xuất khẩu, công nghiệp xe hơi. Tuy nhiên, Nhật Bản có tốc độ lão hóa dân số nhanh hơn và giảm đều đặn từ năm 2010 nên tình trạng thiếu hụt lao động cũng trầm trọng hơn. Các số liệu tăng trưởng mới của Nhật Bản đang được đánh giá lại nhằm chính thức xác nhận việc tụt hạng của Nhật Bản trong năm 2023 do tác động của đồng yên yếu và dân số già đi. Các số liệu trong năm mới gần như cho thấy giá trị GDP của Nhật Bản thấp hơn Đức tính theo đồng đô la Mỹ. Năm 2010, Nhật Bản đã nhường vị trí thứ hai cho Trung Quốc. Sự tụt hạng mới nhất sẽ đặt nhiều dấu hỏi về quỹ đạo kinh tế của Nhật Bản trong thời gian tới. Nhà kinh tế Hideo Kumano thuộc Viện Nghiên cứu Dai-ichi Life cho rằng yếu tố chính khiến GDP của Nhật Bản sụt giảm là do biến động tiền tệ. Nhật Bản giá rẻ đang làm cho nền kinh tế Nhật Bản trở nên nhỏ hơn. Nhật Bản đã trở thành kẻ thua cuộc đơn độc, tụt xuống dưới Đức, quốc gia đang gặp rất nhiều khó khăn trên thực tế, ông nói. Các yếu tố khác là tình trạng yếu kém của nền kinh tế Đức và những dấu hiệu hồi sinh mới của kinh tế Nhật Bản. Chẳng hạn, thị trường chứng khoán tăng vọt và Ngân hàng Trung ương sẵn sàng tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2007. Các số liệu chính thức công bố ngày 15 tháng 2 tới sẽ là tín hiệu xanh để Ngân hàng Nhật Bản hành động. Thập niên vinh quang của Ấn Độ. Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc để đứng đầu thế giới về dân số vào năm 2023. Ngân hàng Morgan Stanley dự báo đây là khởi điểm cho thập niên của Ấn Độ. Ấn Độ hiện đang là nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới với quy mô GDP 3.700 tỷ đô la. IMF đưa ra giả thuyết là Ấn Độ sẽ vượt Nhật Bản vào năm 2026 và Đức vào năm 2027. Bộ Tài chính Ấn Độ khiêm tốn hơn với dự báo thời điểm vinh quang sẽ là năm 2028 với quy mô nền kinh tế là 5.000 tỷ đô la Mỹ, sau đó tăng lên 7.000 tỷ năm 2030. S&P Global thì cho rằng cột mốc này là vào năm 2030. Tăng trưởng GDP của Ấn Độ dự kiến đạt trung bình hơn 6% mỗi năm cho đến năm 2028, thuộc hàng cao nhất ở châu Á. Tuy nhiên, nội các chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi tin rằng Ấn Độ có thể tự tin duy tăng tốc và duy trì tỷ lệ trên 7% trong thời gian dài nhờ lĩnh vực tài chính mạnh và các cải cách gần đây. Với hơn 2/3 dân số trong độ tuổi lao động 15 đến 64, nước này được kỳ vọng sẽ sản xuất nhiều hàng hóa hơn và thúc đẩy đổi mới công nghệ. Điều này hoàn toàn trái ngược với nhiều nền kinh tế mạnh khác đang vật lộn với đà suy giảm dân số và lão hóa nhanh chóng. Nhà kinh tế Shantanu Sengupta thuộc Goldman Sachs Research tại Ấn Độ viết trong một báo cáo, nhân khẩu học thuận lợi sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng tiềm năng trong tương lai. Dân số lớn rõ ràng là một cơ hội. Tuy nhiên, thách thức của Ấn Độ là sử dụng lực lượng lao động một cách hiệu quả bằng cách tăng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động. Đây cũng sẽ là thị trường tiêu dùng hàng đầu thế giới, với tỷ lệ trung lưu gia tăng nhanh chóng. Ấn Độ có thể giành được nhiều lợi thế hơn nữa trước Trung Quốc nếu bãi bỏ nhiều quy định rườm rà. Giảm thuế để thu hút thêm đầu tư khi các công ty tìm cách giảm thiểu rủi ro địa chính trị liên quan đến Trung Quốc. Trung Đông chuyển mình. Ngày càng có nhiều tín hiệu cho thấy các quốc gia vùng vịnh đang chuyển mình để vượt ra khỏi tầm ảnh hưởng của Mỹ và đóng vai trò lớn hơn trên toàn cầu. Không còn là các quốc gia kín tiếng trên thế giới, một số nước vùng vịnh đang dần chứng tỏ vị thế trên toàn cầu. Tại thượng đỉnh BRICS vừa qua, 3 trên 6 quốc gia được mời làm thành viên mới đến từ khu vực này gồm Iran, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Theo các chuyên gia, một câu chuyện ngày càng phổ biến ở vùng vịnh là một Trung Đông mới sẽ tập trung vào kinh tế hơn là dân chủ hóa, Hồi giáo hóa hoặc các hệ tư tưởng khác. Ngoại giao kinh tế được cho sẽ mang lại sự ổn định, thúc đẩy đầu tư và tầm ảnh hưởng của khu vực vượt ra khỏi cái bóng của Hoa Kỳ đã tồn tại nhiều năm qua. Trung Đông có nhiều lợi thế to lớn, đầu tiên và rõ ràng nhất là về năng lượng. Thế nhưng, tầm nhìn của các nhà lãnh đạo đang thay đổi.
số tiền thu được từ xuất khẩu dầu mỏ đang có sự dịch chuyển vào các ngành công nghiệp mới. Thay vì gửi đồng đô la Mỹ vào kho bạc Mỹ như trước đây, Ả Rập Xê Út đã mở ra những lựa chọn mới, từ các cầu thủ bóng đá châu Âu cho đến cổ phần trong các công ty ô tô điện hay khai thác khoáng sản. Vừa qua, nước này đã đạt được thỏa thuận trị giá 2,6 tỷ đô la Mỹ với công ty khai thác mỏ lớn nhất Brazil, một phần trong kế hoạch chi 170 tỷ đô la Mỹ cho ngành này vào năm 2030. Ưu tiên các lĩnh vực khác ngoài dầu mỏ cũng sẽ phát huy hiệu quả lợi thế địa lý của khu vực này. Đây là điểm nối giữa châu Âu, châu Phi và châu Á. Khoảng 30% container vận chuyển của thế giới đi qua kênh đảo Suez ở Ai Cập, trong khi 16% hàng hóa hàng không của nước này đi qua các sân bay ở vùng vịnh. Về đầu tư, ảnh hưởng của nhóm các quốc gia vùng vịnh giàu có cũng ngày càng tăng. Báo cáo năm ngoái của tổ chức Asia House cho thấy, thương mại giữa các nước trong Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC và châu Á dự kiến sẽ đạt khoảng 578 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Trong khi nền tảng vẫn là quan hệ làm ăn với Trung Quốc, các chuyên gia nhận định hợp tác của GCC với ASEAN hay Ấn Độ đang gia tăng. Ngược lại, các cải cách kinh tế và xã hội ở vùng vịnh cũng bắt đầu thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng ra cả các lĩnh vực phi dầu mỏ. Dù vậy, dầu mỏ vẫn sẽ đóng vai trò to lớn trong quyền lực của Trung Đông, dễ thấy nhất là lạm phát giá năng lượng. Khi mỗi đợt điều chỉnh sản lượng xuất khẩu dầu của nhóm này cũng khiến các nhà hoạch định chính sách ở Mỹ và châu Âu phải theo dõi sát sao để kiềm chế giá cả trong nước.